trình ca nhạc gì đó, Jack có nói với fan Jack là có một bạn hỏi Jack rất là hay, bạn hỏi Jack là khi anh nổi tiếng anh sẽ được gì kiểu vậy, thì Jack nói là Jack không nổi tiếng, anh sẽ chỉ được mọi người yêu thích mình thôi. Jack là thằng con trai mà gì cũng phải khó khăn, nhưng mà đến thời điểm này thì Jack thấy rất là ổn. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay, rượu này không say bày uống cho vơi đầy, rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có che phố xa đêm mai, vô tình thôi cũng vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, anh lẽ loi bờ môi ghé xuân anh buồn, đêm bóng vô quy muốn giữ em đi, nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì, vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, anh lẽ loi bờ môi ghé xuân anh. Trời đình rất tiếc là thân cô hồ đồ, viết lên trang tình yêu này vô bổ, khổ cả chặng đường khi tờ giấy này phô thô. Dù có nói nhớ muốn kêu tên, những ký ức mãi không quay, giờ này cô được gì, người lên đó xa quỳ, chẳng thấy hoa diệu kỳ. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay, rượu này không say vậy uống cho vơi đầy, rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có ô mà che phố xa đêm mai, vô tình thôi cũng anh lẽ loi bờ môi ghé xuân anh.